hơi khó nhìn xíu. Trên mình nó có cái vân xanh xanh kìa. Tục hôm nay ra tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm á, bạn Thanh Liêm đang ngồi bên đó thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người cá la hán thái xanh hay là mấy con cá bạn Thanh Liêm vừa nhập về á mọi người. Em la hán thái xanh. Ủa sao em để bọc mũ hôm nay vậy Liêm? Trời ơi, la hán thái xanh. Đây. La hán thái xanh. Cho mọi người xem ha. Đây cận cảnh em là hán thái xanh. Hơi khó nhìn xíu. Trên mình nó có cái vân xanh xanh kìa. Cái vân nó màu xanh ha. Quá đẹp luôn. Nó gom cái bọc mũ ở đây hết trơn. Đây mấy em la hán thái xanh nha cả nhà. Mình nhìn thấy rõ không? Đó. Cái trên cái mình nó có màu xanh xanh. Rất là đẹp luôn. Đây. Rồi lại đây xíu cho mọi người xem ha. Cận cảnh đây. Đó đây là khúc cái rõ nhất là nhìn con hang cá la hán thái xanh và cái mình nó màu xanh khác với con la hán thái đỏ super sọt kia ha. Cái mình nó màu xanh và trên nó có ánh chấm chấm đó, nhìn rất là tuyệt vời luôn. Mình thích con này quá ha. Nó giống như con cá goofy vậy đó mọi người, mà con này thì nó chưa có lên đầu, mới có cái mình thôi. Quá đẹp luôn. Lần đầu tiên đó, mình mới ra điểm cái cảnh Thanh Liêm, mình thấy bạn Thanh Liêm nhập về cá mới hoài luôn đó. Cứ một vài hôm, cứ một vài ba hôm là Thanh Liêm nhập về mới. Cứ một vài hôm là Thanh Liêm nhập về cá mới, một vài hôm rồi. La hán thái xanh. Đẹp quá. Ây da. La hán thái xanh. Đây còn đây là em la hán thái xanh nè. Bạn Thanh Liêm vừa nhập về ha. Nó khác với con ha. Là hãng thay đổi super sọt. Đây em là hãng thái xanh. Đẹp quá. Con này lên đầu lông. Đẹp quá. Là hắn thay đỏ. Thay xanh thay đỏ. Con này đúng đẹp luôn á. Cái số mùa dịch kia báo. Số mùa dịch. Thác lát. Thác lát còn bữa nay mình liên thả qua con cá này mình... Trời ơi, cá nhiều cá gì vậy? Nhiều quá trời cá luôn. Trời nó đẻ có cái con luôn kìa, có mấy con cá con đẻ dưới đây luôn mọi người. Đây có mấy con cá con đẻ đây luôn. Dumbo. Còn gis
B Yellow. Xe chở Ambino. Thần két tư hãng. Cái mặt trắng. Tôm màu xanh. Trời ơi, nguyên một bầy luôn. Đã vậy. Nguyên một bầy màu xanh luôn rồi. Con cá mái lọt sọt vô đây. Trời ơi, trùng chỉ. Cái này là gì mà liêm ngâm vậy ta? Không trùng chỉ nó cũng chạy oxy nữa hả ta? Ôi con này đẹp quá. Axolot 6 sừng. Đây là màu đen nè mọi người. Axolot 6 lừng màu đen với con kia màu cam. Con này màu đen siêu tử. Này một cặp luôn. Đẹp quá. Em lóc này nhỏ xíu. Con trả lời ký con. Lục thái. Thôi. Cái con này nhìn nó lạ quá. Thì bạn Thanh Liêm có bán thì mấy con rồi mà ba nhỏ nữa nè. Quá trời ba luôn. Ba con. Con cá mái lọt sọt đây. Cái mái con dương bày ba. Nhìn cá mái. Để giới thiệu đến mọi người em cá La Hán Thái Đỏ Super Sọt nha mọi người. Mình Thanh Liêm đang ghi cái tên của cá La Hán Thái Đỏ Super Sọt. Nhìn cá đẹp ghê không? La Hán Thái Đỏ Super Sọt. Tên nó đẹp quá không? Đó. Cá đúng đẹp luôn á. Không có con nào mà đẹp nhất trong con này luôn. Quá trời đẹp luôn mà. La Hán Thái Đỏ Super Sọt. Đây là mấy con trùng chỉ đó hả? Ừ. Bộ bữa nay mới nhìn thấy rõ thì nó bò nhúng nhúng luôn á. Trời ơi, đã vậy. Mịn màng chứ không? Cái này nuôi hay sao vớt ta? Cào, ta cào cái sông á. Đi thôi. Cào á, ta cào cái sông á. Nó đóng dưới sông, đóng cục vậy nè, ta cào vô. Hè. Sống ít hơn là nó chết ít hơn là nó sống. Sớm. Chết nhiều hơn là nó sống. Sớm bơm nước vô đi. Nước đang bị nóng. Nóng. Nó sống ở lại lạnh chứ nó không có được nóng. Nó phải lạnh hơn. Hết lạnh hả? Vậy anh hỏi mình bỏ nước đá vô nữa. Nước đá hả? Trời, anh mới định nói bỏ nước đá vô nhưng bỏ thiệt luôn. Yeah, rồi. Trời ơi, trời ơi. Tại nó số lượng, mình gặp số lượng nhiều. Bỏ cụm đá vô. Không phải lạnh. Nhiều cá quá. Thích ghê, mấy giờ học sinh nó mới tan ra, giờ hết tan. Xin ngang kiếm một khanh rồi kìa. Cá này đẹp quá không? Này bán hết cá hả Liêm?
Đây bữa nay bạn Thanh Liêm bán sâu gạo hết trơn rồi, còn có mấy em chờ bữa em cho anh mấy cái cặn cặn á, anh về anh cho gà ăn mê ghê. Bữa em cho anh ba cái cặn á Liêm. Cho ai? Cho em nhiều lắm, mà lâu lâu mới có một đợt tí nhỏ. Nó học sinh nó tan học rồi. Trùng chỉ như cả nhà. Chè bỏ đá đi. Mấy em trùng chỉ. Cho nó có tăng độ lạnh nó lên. Mấy bé cá bàn nữa. Ôi ôi nó bò ra kìa. Chị hư đúng không? Lớp tái. Thôi cá hồng bỉ. Cá chê hồng bỉ. Đẹp ghê luôn á. Chê hồng bỉ. Bơi tung tăng tung tăng. Đẹp. Mình mê em cá này quá. Em này là mình mê em này nhất luôn. Quá trời đẹp luôn mà. Tưởng học sinh nó vô chứ. Trông chờ mấy bé học sinh vô. Phát tài cả nhà ơi. Cái phát tài. Thành giác tư nè. Mấy con cá này sao nó nổi lên nhiều dữ ta. Nóc. Ôi học sinh tan kìa. Hôm nay thì mình cùng tiệm cá cảnh Thanh Liêm khám phá dòng cá Sê Can Dạ Quang. Sê Can Dạ Quang là mấy em này nè. Mấy em nó bơi nhanh quá. Không thấy được. Không thấy được em nào hết. Nó chạy giờ. Đây. Đây là hồ cá Sê Can Dạ Quang.
xen kẽ với xe can xanh ha. Xe can dạ quang là mấy con xanh lè á. Đó, xe can kia con bự hơn xe can xanh. Thì nó bự hơn có 5.000 con, xe can dạ quang để 20. Nhìn đẹp quá ha. Bé bà nó đang nó gom lại cục. Ngày nào cũng thay, hai ba bữa mình thay bữa liền. Đục là thay. Chút. Thay đục là thay. Cái đục là thay hả? Ở hai buổi sáng chiều là thay luôn. Vậy hả? Xuyên quá ha. Cá này đẹp ghê luôn. Đam mê về nghề nuôi cá phải chứ? Làm hoài không thấy mệt. Không thấy mệt hả? Đây bạn Thanh Liêm có bán sỏi nha cả nhà. Đá nè, thức ăn nè, chờ nhóc đồ nghề luôn. Sỏi, thuốc men. Thuốc men gì cũng có luôn. Tự nhiên anh muốn đi Đồi Tháp chơi quá ha. Thích hợp cho cái bột mới, Atomin.